Nằm trong khu chợ Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, quán bún riêu canh bún của ốc 66 có lịch sử hơn 3 thập kỷ. Quán thu hút một lượng lớn khách đến thưởng thức mỗi ngày. Một tô đầy đủ ốc, riêu cua, huyết, chả, đậu hũ, cà chua, hòa quyện tạo nên hương vị thơm ngọt ngây ngất. Chiếc bàn nhỏ gây cảm thấy nóng nực cho thực khách, nhất là vào những ngày Sài Gòn nắng như đổ lửa. Thế nhưng cứ mở bán thì quán lại nườm nượp khách. Đây là của ba mẹ chồng, nhà này là của mẹ chồng luôn. Mẹ chồng mở đây gần 30 năm. Mẹ chồng tôi để lại quán này cho hai chị em, để lại cho con trai á, nhưng mà mình là dâu, mình đứng ra mình nấu nướng nấu nướng thì hai chị em là bán xe dòng, cứ người hai ngày liên tục với nhau vậy. Mình chỉ có là canh bún bún riêu thôi, cua ốc chả đậu hũ huyết thập cẩm vậy thôi. Bún riêu cũng là cua ốc chả đậu hũ huyết, canh bún cũng y vậy. Nó khác nhau ở chỗ là bún riêu á là bún nhỏ, mình ăn với lại giá rau muống tinh giới, bắp chuối. Còn canh bún á, thì bún lớn ăn vô bún luộc vậy thôi. Nói chung ở đây mình làm sạch, cái gì cũng vậy, mình làm sạch, mình lấy đồ sạch rồi xong rồi chỉ còn ốc thì chỉ có đầu thôi, luộc sẵn, luộc với sả gừng để thử mùi, rồi tưới thêm dầu dầu lên thôi, dầu điều á, dầu hạt điều mà mình thắng ra đó. Ốc á nói chung á là uy tín, có nghĩa là mình bán lâu năm rồi xong rồi cái mối mà để bỏ ốc cho mình á, lúc nào mình cũng phải chọn ốc tươi nhất, ngon nhất, không được giống như là rất, có nghĩa là cái mối của mình là cái mối cũng lớn cho nên là người ta sợ mất mối lắm, lúc nào người ta cũng phải chọn cái uy tín cho mình hết. Tự động cái người bỏ cho mình họ sẽ uy tín, họ làm ăn uy tín, họ bỏ cho mình thì lúc nào cũng phải ngon, còn nếu như không ngon mình trải về và có thể là người ta cũng sẽ bị mất mối. Nhưng mà thực sự theo mình biết là cái món nào mình cũng chọn rất kỹ, từ huyết cho đến đậu cho đến ốc cua chả, mình đặt rất là kỹ luôn, mình làm rất là kỹ cho nên là mình thấy cái gì cũng ngon. Mà khách thì một số người họ nói là thích ăn huyết ở đây lắm, và thích ăn đậu, và có nhiều người thích ăn chả, và thích ăn cua ở đây lắm, đó là vậy. Thì có một số người thì thích riêng về đậu không, có nhiều người là huyết không, nói là đi đâu cũng không thấy huyết chỗ nào bằng huyết chỗ này. Có nhiều người nói đậu ở đây không có riêng chỗ nào bằng chỗ này, tại vì đặt lâu lắm rồi, mấy chỗ này là mới mình lâu mấy chục năm nay vẫn lấy một chỗ vậy thôi, khách quen. Và nước chấm ở đây thì đầy đủ, như gồm mỗi người có một thức riêng, nhưng mà nói chung là đầy đủ luôn, từ gừng, sả gì đó, lại đường đồ đó, và chủ yếu cái chính của nó là gừng với sả, thơm mùi nước mắm để chấm ốc ăn dậy mùi ngon hơn. Một tô tại quán có giá 35.000 đồng nhưng đầy ắp những miếng cua khá to, béo, thơm đậm mùi. Ốc giòn, không bị tanh, chấm nước mắm gừng, sả, thêm phần thơm ngon. Tôi thường ghé đây tại vì có mấy người bạn giới thiệu, quán này ăn lâu năm rồi. Thì mình thấy ăn ngon mà giữ được cái vị gốc của bún riêu với cánh bún hồi đó. Lúc mình còn nhỏ mình đi thường mình đi chơi về, nhớ những cái gánh canh bún mà
gửi xe á, đó thì ở đây vẫn giữ được cái vị đó nên mình ghé qua đây ăn. Tôi thì nó cũng tùy hứng đó. Có lúc thì tôi ăn canh bún, lúc ăn riêu. Mà hai cái, mỗi cái nó có một cái đặc trưng riêng. Nên tôi thấy là theo tôi thì ý kiến của mình thích là cái bún riêu hơn. Mà hai cái đều ngon cả. Cái vị của cái riêu ở đây, riêu cua ở đây rất là lạ. Nó ngậy ngậy béo béo của trứng. Còn ốc thì tươi. Mình ăn ốc đó, nó không bị tanh, bị cỏ đó. Thì mình ăn thì mình thấy là ốc giòn nhưng mà không bị tanh, nên mình thích ăn cái ốc riêu này nè. Giá cả đối với tô này mình thấy là rất là được. Ở vị trí như vậy nữa, quán lâu đời, mình thấy là ăn rất là nhiều. Có cua, chả, ốc, huyết đầy đủ, rất là to luôn á. Thì tôi nghĩ là nó hợp lý với cái giá cả đây thôi. À, thỉnh thoảng tại vì có một người quen dẫn tới nên lâu lâu mình cũng thỉnh thoảng ghé mình ăn. Tới đây thì mình thường hay ăn bún riêu. Thì đồ ăn ở đây thì nói chung là ngon, nước lèo vừa không có mặn, không có lạt. Nói chung là vừa ăn. Cua ốc thì nói chung là đồ ăn nó cũng tươi. Mình cảm thấy đây ăn thì thứ nhất là một tô ăn nói chung là nó nhiều, giá cả hợp lý. Ốc cũng nhiều, nói chung là đồ ăn cái gì cũng nhiều đó. So với những cái khác thì giá ở đây nó bình dân. Cảm thấy ở đây thì có không gian, nó cảm thấy hơi ngột, hơi nóng. Tô bún riêu ốc nóng hổi, bốc khói nghi ngút, có màu đỏ âu đẹp mắt. Hương thơm hấp dẫn, hứa hẹn sẽ được lòng những ai ghé đến đây.